Đây, cái ổ cắm này mình muốn cắm các loại phích cắm khác thì dùng cái phích chuyển, phích cắm chuyển đổi. Phích cắm chuyển đổi có phân phích cắm là cắm vừa, ổ cắm chuẩn B này. Và nó có ổ cắm đa năng. Như cái này là có hai ổ cắm đa năng, tức là mình có thể cắm hai thiết bị cùng một lúc được. Đấy, ở trên là ổ hai lỗ. Cái lỗ ở trên là lỗ hai chấu đa năng thì chỉ cắm được các loại phích cắm hai chấu. Còn cái lỗ thẳng mặt đây là lỗ DN3 đấy, là cắm được các loại phích cắm ba chấu. Như này gọi là phích cắm chuyển đổi, cắm một lúc hai thiết bị này.